chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Thảo Nha. Thì hôm nay là mình đang đứng ở một cái nơi mà phải nói là rất là đẹp và rất là thú vị và thích hợp cho những cô chú anh chị nào mà mình ở Sài Gòn mà mình không có gần Tết, mình không có đi xa để mình chụp ảnh Tết được á, thì đây là một cái địa điểm rất là thú vị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị ở đây, đó là thành phố Thủ Đức, công viên Hoa Hướng Dương nha cô chú. Ở đây thì Hoa Hướng Dương là đã công viên này đã mở từ cũng là tầm được 2 tuần rồi đó. Thì hôm nay là khi mà em quay tới đây để mà review cho cô chú anh chị thì thấy ở đây đang rất là đẹp luôn. Rất là nhiều cô chú anh chị bạn bè nè tới đây để mà quay phim nè, chụp hình. Khi mà mình tới đây thì muốn có một bộ ảnh Tết thì cứ tới đây thôi là tha hồ mà có luôn nha cô chú. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng ở đây để mà quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Ở đây thì ngoài chụp hình ra nè, mình còn có thể là mình ngắm cảnh nè, rồi ở đây nó sẽ có những cái khu vực để cho mình ăn uống giống như một cái công viên, rồi có những cái khu trò chơi cho em bé nữa. Nhiều khi tối gia đình của mình tới đây thì có thể là ngoài chụp hình thì mình có thể là cho mấy bé tới chỗ những cái khu vui chơi đó mình chơi. Giá vé thì cũng rất là thích hợp cô chú anh chị. Thì bây giờ cô chú anh chị mình cùng đi với em nha. Ở phía bên này là như ở phía xa xa là cô chú anh chị cũng thấy nè, có mấy cô đang mặc áo dài đi tới đây để mà chụp hình thấy không? Tại vì bữa này là em đi buổi chiều á, cho nên là hơi vắng một xíu, chứ còn nếu như ban ngày thì rất là đông, gia đình bạn bè rồi tới đây chụp hình đó. Đó, mấy cô mặc áo dài màu tím rất là đẹp luôn. Đi bây giờ qua phía bên kia, là mình sẽ có nhiều cái chỗ để mà mình quay hơn. Ở đây á cô chú, cái hướng là mình nhìn ra cái hướng cầu cầu Ba Son nha cô chú, mà ngay cái view bờ sông nữa, cho nên là rất là mát. Như bên đây nè cô chú này thấy nè, ở đây sẽ có những cái chỗ người ta sẽ có những cái tấm bảng là khu vực đang thi công nè, rồi như thế nào thì ta cũng sẽ giới thiệu cho mình hết. Và tại vì cái vườn hoa này á, là đã mở là cách đây cũng hai tuần hơn rồi đó cô chú, cho nên là những cái cây này là bây giờ kiểu nó cũng kiểu cũng héo rồi đó, cho nên là mọi người ta đang trồng ở phía bên trong. Không biết có quay tới không ta, đây nè, quay đây cho cô chú xem. Ở phía bên trong là bây giờ người ta đang trồng lại những cái cây mới nè cô chú, như thế này là tầm khoảng 20 mấy Tết là nó sẽ nở rộ ra, lúc đó là rất là đẹp. Còn những cái hoa này là cũng nở một thời gian rồi cô chú, cho nên là cũng hơi héo nhưng mà cũng rất là đẹp nha. Đây quay cho cô chú anh chị mình xem nè. Năm nay mở công viên này ở đây thì cũng khiến cho, nói chung là cũng rất thật, cô chú anh thấy cũng thấy nè, phía xa đó rất là đông, thấy không, chiều lại mát á, cái là mình có thể là mình ra đây mình dạo mát nè, xong rồi mình chụp hình, cũng như là tối lại là những cái view ở đây nè cô chú, những cái tòa nhà ở đây sẽ sáng đèn lên như Bitexco nè, đó phía bên này là cầu Ba Son ở hướng bên đây đó, những cái tòa nhà này sáng lên rất là nhiều, ánh đèn lung linh rất là đẹp, mà view bờ sông lại mát nữa, cho nên là thu hút rất là nhiều cô chú anh chị nè, cũng như là mấy bé mấy bạn tới đây để mà chụp hình đó cô chú. Đó như ở đây nè, nếu như mà đi sớm một xíu nữa thì những cái hoa này là nó rất là đẹp nha cô chú đó, nhưng mà do là hôm nay mới sắp xếp được thời gian đi quay để mà review cho cô chú anh chị mình xem. Nhưng tầm những cái hoa nhỏ, những cái cây nhỏ nhỏ này thì chắc cũng phải tầm 2 tuần là lớn rồi ha, lớn rồi lúc đó sẽ nở ra và đẹp tươi như này nè cô chú nha, lúc nếu mà tươi thì sẽ như thế này nè. Những cái cây này á, là lúc trước tươi á, là người ta sẽ trang trí ở trong đó hết, thì bây giờ kiểu như là cũng xấu, hơi xấu một xíu á, thì mọi người sẽ đem ra đây để ở ngoài đây, để vô cái đường đây cho cô chú anh chị mình xem. Nếu yêu hoa xin đừng ngắt hoa. Đây là cô chú nè, ở trong này người ta đang trồng lại rất là nhiều những cái cây con, cây nhỏ luôn cô chú. Và ngoài ra ở đây là mình sẽ tham quan miễn phí và free nha cô chú anh chị, không có tốn giá vé, mà mình vào đây thì được rất là nhiều những cái view. Bây giờ hiện tại là em đang đứng đây thì em sẽ chỉ cho cô chú anh chị mình biết nha. Đó như ở đây thì mình sẽ sát bờ sông luôn nha cô chú, rất là mát mẻ luôn cô chú thấy không, đó khung cảnh rất là mát mẻ. Rồi cái hướng cầu đó hồi nãy đứng xa thì không có thấy rõ được, bây giờ đứng ở đây thì sẽ quay rõ cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó cầu Ba Son, đây là cái view bờ sông nè, kế bên bờ, em đang đứng kế bên bờ sông luôn đó. Tối lại thì nếu mà cô chú anh chị nào mình đi ban ngày mình sợ nắng thì tối mình tới đây thì mình sẽ chụp được những cái view của cô chú, những cái tòa nhà này lúc đó sẽ rất là sáng đèn và rất là nhiều màu sắc, rất là bắt mắt luôn. Thì mình có thể là lựa chọn những cái khung giờ thích hợp để mà mình đi cô chú anh chị ha. Đó như phía ngoài đây nè cũng có rất là nhiều hoa hướng dương người ta đang trồng nè cô chú. Ở đây hình như là em thấy là hình như là tới 30.000 hoa hướng dương lận cô chú, 30.000 cây nha, rất là nhiều. Và còn dài ở phía dưới nữa chứ không phải như vậy không đâu cô chú ơi. Đây đây là hôm bữa cô chú thấy không, một cây như vậy là rất là nhiều hoa là luôn á cô chú. Ở góc nào mình cũng chụp hình, mình cũng
có, chỉ cần mình chịu chụp thôi là góc nào cũng có hết. Đây là có cái đội nhân viên chăm sóc của cô chú, em thấy là nãy giờ mấy anh mấy chị là tưới nước rồi rồi kiểu như bón phân chăm sóc á, để mà kịp trong cái dịp Tết này để cho mình bà con tới đây để mà chụp hình á. Đây nè, quá chừng luôn. Phía xa xa kia là cũng có mấy chị gái đang mặc áo dài chụp hình đó cô chú. Nếu như mà mình ở Sài Gòn công việc mình bận rộn, mình muốn có một bộ ảnh Tết thì ở Sài Gòn em thấy là cái địa điểm này cũng rất là thích hợp nha cô chú. Mình vừa không tốn tiền giá vé mà view mát mẻ nữa. Bây giờ em sẽ đi tiếp xuống phía bên dưới để mà qua cho cô chú anh chị mình xem. Đó, em thấy là cái cô này cũng đang chụp hình. chị gái này cũng đang chụp hình. Ở đây là rất là nhiều gia đình đi chung với nhau với cô chú. Ở chụp hình rất là đẹp, chụp hình ở đây mát lắm luôn á. Chiều cô chú thấy không? Chiều lại ở ngay chỗ phía bờ sông này rất là mát luôn. Đây nè, như anh này đứng đây chụp hình qua cái góc bên đó đó. Đó, đèn đánh lên cái góc view bên này nè. Tại vì em thấy từ lúc mà làm cầu Ba Son á là buổi chiều lại là có mấy bạn hay đứng ở trên để đó để mà chụp hình để lấy những cái view ở đây nè cô chú. Thì bây giờ thay vì mình đứng trên cầu mình sợ người ta không có cho đứng á thì mình có thể tới đây mình đứng đây mình chụp qua cũng được, mà nó còn gần hơn nữa. Đây nè, cô chú thấy không? Khung cảnh rất là hữu tình. Bên đây là bên phía bên kia nữa. Những cái cây này là rất là lâu rồi nè cô chú nè. Tại vì nói ra cái vườn hoa hướng dương này là mở cũng rất là sớm để mà cho chúng ta có cái cơ hội mà chụp nhiều hình, thật là nhiều hình Tết đẹp đó cô chú. Cho nên là mở rất là sớm luôn. Ở phía dưới này cũng vậy. Hồi sáng thì buổi sáng thì đa số mọi người sẽ chụp hình nhiều hơn, tại vì buổi chiều cái ánh nắng nó tắt đi á thì cái hoa nó, với lại như là buổi sáng là nó nở nhiều hơn sao tới sao đó cô chú. Ở trong này cũng có mấy chị gái đang chụp hình. Ồ, trong này nhiều hoa hướng dương lắm nha. Đó, chỉ cần biết cách chụp là tha hồ có hình nha cô chú. Ai mà thích, ai mà chụp hình à, biết cách chụp á là đứng đây thôi là cũng có hình nè. Ui sơ sơ đâu mà thấy quá chừng luôn. Còn những cái bông này cô chú thấy đẹp không? Nói chung mà hướng dương mà hoa mặt trời mà đó, lúc nào mình thấy nó cũng lung linh cũng đẹp hết. Như mình đứng đây thôi mà, tại vì hoa bây giờ nó không có còn đẹp như trước, nó không còn tươi á, chứ không thôi là mình đứng đây thôi là mình nhìn qua bên đó là đẹp. Cô chú thấy không? Để mà chăm sóc được những cái cây nào cây nấy hoa được nhiều như vậy cũng rất là kỳ công đó cô chú. Nhưng mà lại là mình không có tốn vé. Bên đây cũng vậy nè cô chú nè, chỗ nào người ta cũng trồng. Nói chung là mai mốt á, khi mà những cái hoa này á nở ra á, những cái cây nhỏ nó có hoa thì chắc là người ta sẽ dọn hết những cái chậu này đi, thay vào đó là mình sẽ được vào bên trong đó để mà mình chụp hình luôn. Ở đây tiểu cảnh rất là nhiều, nãy giờ là em chỉ đi mới có một xíu thôi đó cô chú, rộng lắm luôn. Ở phía dưới đó nè, như cô chú chị thấy từ xa không? Phía bên đó là rất là nhiều bạn trẻ đang ở phía bên cái luống phía bên kia luôn nè. Đó, hình như là có vẻ là bên đó là chụp hình đẹp hay sao, hay là nhiều tiểu cảnh gì đó. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng qua bên đó nữa nha, quay review sơ sơ cho cô chú anh chị mình xem, để mà cô chú anh chị nào mình muốn tới đây mình chụp hình đó, thì cái thời gian này là hoa hướng dương thì nó thật là không có còn tươi nhiều, tại vì cũng đã lâu rồi. Thì đi trong cái thời gian này thì có thể là hoa sẽ không có được đẹp, thì cho nên là em sẽ quay để cho cô chú anh chị mình biết là được là cái khung cảnh ở đây như thế nào, để mình có thể là lựa chọn cái thời gian mình đi cho thích hợp. Tại vì nhiều cô chú cũng sắp xếp thời gian để mình tới, nhưng mà tới đây thì chụp không có đẹp thì cũng rất là mất thời gian. Cho nên đó thì em sẽ quay sơ như vậy đó để cho mọi người biết, mọi người đến tham khảo rồi mọi người đến nha. Em nghĩ là chắc tầm 2 tuần nữa đó, 2 tuần nữa thì những cái hoa mới nó sẽ nở ra, thì lúc đó mình chụp sẽ đẹp hơn. Là 2 tuần nữa là cũng gần Tết đó cô chú. Giờ chỉ cũng tầm có 2 mấy ngày nữa là tới Tết rồi. Thì tầm 2 tuần nữa thì những cái hoa này nở ra, cái là cô chú mình tới mình chụp hình Tết là đẹp luôn ha. Còn ví dụ như ở đây mình chịu khó mình chụp thì mình tìm góc thì cũng sẽ đẹp. Không phải là hoa nào không còn hoa đẹp nha cô chú. Đây nè, đó cũng còn rất là nhiều những cái chậu hoa đẹp. Nhưng mà mình tới mình phải biết lựa góc mình quay, mình chụp thì sẽ đẹp hơn. Đó, như nãy có một bạn đứng đây nè, chụp thấy cái góc bên đó em thấy rất là đẹp luôn. Nhưng mà do em thì em không có kiểu mình, em thì em không có kiểu không có rành. Nói chung không có cái tay sống ảo cho nên là chụp hình sẽ không có đẹp. Còn mọi người mà biết chụp canh góc thì đẹp lắm. Ở phía dưới đây nha cô chú. Đó, ở phía bên kia mọi người đang tưới nước kìa. À. Ui, bên đó là cái gì ta? Bên đó là... hình như bên đó cũng hoa hướng dương luôn á cô chú. Bên đó là thấy là mấy anh đang tưới nước ở bên đó kìa. Ở phía dưới này cũng đẹp lắm nha. Ở phía dưới này là người ta trang trí những cái tiểu cảnh để cho mình chụp hình thôi. Còn đây nè, mấy bạn mặc áo mặc đầm rồi tới đây chụp.
Nếu mà mình đi chụp hình ở đây thì mình mặc áo dài hoặc là mình mặc váy nó sẽ đẹp hơn. Tại vì em thì em di chuyển nhiều chỗ, nói chung em đi chỗ này chỗ kia để quay á, cho nên là mặc đồ nào mà thoải mái nhất có thể để mà tiện di chuyển thì ấy thôi. Còn nếu mà cô chú tới đây thì mình mặc đầm sẽ đẹp hơn, đầm áo dài. Như trong này cũng vậy nè. À, bên này thề như bên này đẹp nè, hình như là mọi người tới rất là đông. Ở trên này có một cái kiểu có một cái cầu nè cô chú nè, mình lên phía bên trên này nè. Ở bên này là hoa còn tươi nhiều hơn. Ta chụp xéo qua bên này. Bên này là cái view gần bờ sông hơn nè. Bên này có cái cầu cho nên là nhìn thấy nó xa. Ủa phải dưới đó có cái gì ta, hoa. Ê, cái hoa dưới đó. Cái đường đó người ta trồng hoa lên giống như cái thấy đó. Ở đây chụp hình rõ hơn, hàng giờ nãy đứng bên kia thấy bên này mọi người tới rất là đông. Thôi đi ra để cho mấy đây đây, quay ra ra phía bên này luôn. Vô bay thường cái này. Đó, đây là anh nó đang chụp hình đó, cô chú thấy không? Rất là đẹp nha. Ở đây thì rất là có rất là nhiều cái chỗ để mà mình chụp hình đó cô chú. Đó. Bây giờ em sẽ đi tiếp nha cô chú, tại vì đông quá, ở phía đây này hơi đông để cho mọi người có cái chỗ để mọi người chụp hình đó. Cái chỗ này cái chỗ này chụp hình đẹp ha. Cái chỗ này nhìn ra đó đó. Có cái cầu đi lên nè cô chú nè. Đó, đi ra cái hướng đó đứng ngay bờ sông chụp luôn. Ngoài ra phía bên này là cô phía bên này á cô chú thấy, em thấy là mấy anh chị đó đang tưới cực lực chăm sóc cây thôi cô chú thấy không? Ở bên này là ngoài hướng dương ra như nãy em nói là có nhiều tiểu cảnh nữa thì người ta cũng sẽ trang trí cây mai nè cô chú nè, lồng đèn rồi đó. Để mình tới đó mình chụp hình. Đây có chiếc xe nè cô chú. Xe này. Có trang trí ong ở trên đây. Đó, đây là những cái tiểu cảnh để cho mình chụp hình thôi. Đó. Ngoài ra ở đây là có mấy bên đây nữa nè cô chú nè, rộng lắm. Ở phía dưới này là hình như là chưa có hoàn thiện hay sao á. Giống như ở dưới này là người ta còn đang sắp xếp để người ta trang trí thêm hay sao đó cô chú, chưa có hoàn thiện. Khi mà hoàn thiện rồi thì em sẽ lại quay một lần nữa cho cô chú anh chị mình xem nha. Qua wow, ở đây là người ta có trang trí những cái chậu hoa nhỏ nhỏ, hoa này hoa cúc đồng tiền hả ta? Không biết cái hoa này hoa gì. Hoa này đẹp rất là đẹp nha cô chú. Hoa này hoa không, em không biết phải cúc đồng tiền hay không, quên. Tự nhiên nè. Ở đây có rất là nhiều màu vàng, hồng, đỏ nè. Cái này hồi năm ngoái đi ở làng hoa Sa Đéc á, rất là nhiều hoa ha. Mọi năm em cũng đi quay ở làng hoa Sa Đéc á cô chú. Mấy cái hoa này rất là nhiều. Chợ Tết á. Đó. Bây giờ em nghĩ là người ta đang sắp xếp hoa ở đây rồi mai mốt sẽ kiểu như là sẽ trang trí ở bên một cái khu vực nào đó chứ không phải là ta để ở đây đâu. Mai mốt là sẽ trang trí giống như những cái tiểu cảnh đó cô chú, thúng rồi nè. Đó, là em nghĩ là mai mốt người ta sẽ trang trí những cái tiểu cảnh Tết để cho mình tới mình tham quan mình chụp hình đó. Ngoài ra có những cái cây cảnh ở đây nữa nè. Rất là hoành tráng nha cô chú. Giống như ở đây giống như không biết là giống như cái phiên chợ Tết đó ha. Không biết là có đúng không, có ghe nữa nè. Cái này là cái gì ta, cái ghe nữa nè. Ở phía bên này là cô chú thấy không, người ta đang làm những cái giống như không biết là có phải người ta làm phiên chợ Tết người ta trang trí hay không, thì mai mốt em sẽ quay cập nhật thêm khi mà nó hoàn thiện nha. Ở đây cô chú thấy nè, hoa nè, ta để rất là nhiều ở đây luôn. Tết mà cô chú không thể nào thiếu hoa cô chú anh chị ha. Đây à, đây nè, triển lãm ảnh nè. Ở đây là dưới đây là mấy anh chị đang chuẩn bị. Chắc là mình sẽ đi quay lên phía trên này đúng không? Anh đang trang trí cái cây lồng giống như lồng đèn kìa. Đang trang trí, đang làm ở phía dưới đó cô chú thấy không? Phía đó người ta đang làm trang trí rất là nhiều. Nón lá rồi rất là nhiều luôn. Cho nên là sắp tới sẽ chắc là sẽ có triển lãm hay gì ở đây á. Thì lúc đó em sẽ cập nhật thêm nha cô chú. Với lại là bây giờ cũng gần Tết rồi thì em cũng sẽ quay những nhiều cái chợ hoa, chợ Tết để cho cô chú anh chị nào mình ở xa hoặc là ở nước ngoài mình không có về quê hương của mình được thì mình có thể là xem qua những cái video em quay nha. Thì cô chú anh chị có gì mình theo dõi kênh của em để mà khi em cập nhật em đi quay những cái khung cảnh chợ Tết đó thì cô chú anh chị mình thấy được mình và mình xem ha. Thì em sẽ quay nhiều hơn cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Mọi năm thì năm nào em cũng đi quay Tết hết.
Nhưng mà năm nay do là có một số công việc á, cho nên là chưa có đi quay cho cô chú anh chị xem được. Thì hôm nay mới bắt đầu để mà đi quay những cái khung cảnh Tết á. Thì cô chú anh chị mình nhớ đó đón xem ủng hộ em nha. Đây, cô chú anh chị thấy tấm hình này không? Đây là cái tấm hình mà ở bên công viên này người ta chụp nè. Đó, là khi mà hôm bữa hoa nở rộ ra như thế này là rất là nhiều cô chú anh chị bạn trẻ tới chụp hình nè. Rất là đẹp luôn. Hồi xưa là nó từng luống luống như vậy đó cô chú. Đó. Cho nên là đợi khi mà hoàn thiện hết tất cả đẹp rồi thì em sẽ quay lại đây để mà quay một lần nữa ha. Còn hôm nay thì chỉ cập nhật như vậy để cho cô chú anh chị mình biết được cái khung cảnh ở đây như thế nào, rồi mình sắp xếp thời gian mình đến mình chụp hình thôi. Buổi sáng thì em nghĩ là khi mà có ánh nắng mặt trời lên đó thì mình chụp thì hoa nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nói thật thì hoa ở đây là bây giờ cũng nói chung là cũng hơi tàn một xíu rồi. Cho nên là cô chú anh chị mình có thể là xem qua video rồi mình sắp xếp thời gian mình đi thích hợp. Đó. Đây. Phía bên đây là có cái chỗ lồng đèn này đẹp lắm nè cô chú nè. Hai bên là bên nào cũng có hoa hướng dương nha cô chú, bên nào cũng trồng hết, nhưng mà hai bên là như nhau hết nha. Đó thì em sẽ qua chỗ này, đó, có mấy chị tới. Ở đây là cây, đây là cây khế nè cô chú nè, nhưng mà ta trang trí những cái dây đỏ lên nè, rồi lồng đèn nè, rồi hoa mai. Đó. Bên này người ta cũng rất là nhiều hoa cô chú thấy không, những cái chậu hoa người ta để ở đây nè. Đó, rất là nhiều luôn, đó, mấy chị, mấy bạn đang chụp hình. Xong đi qua phía bên này. Tết là không thể nào thiếu mai, thiếu đào. Đó. Đó. Cây mai rất là rực rỡ luôn cô chú. Mỗi năm tự nhiên giờ nhìn cây mai nhớ. Mỗi năm em đi quay chợ Tết ở dưới An Giang rồi nè cô chú. Mai rồi bán mấy tỷ một cây, mấy tỷ một cây. Nhưng mà năm nay nói chung là chắc chắn là em sẽ quay lại những cái chợ Tết đó để cho cô chú xem. Tại vì năm ngoái em quay là được cô chú anh chị xem ủng hộ rất là nhiều. Cho nên là cô chú anh chị mình xem video này thì đăng ký cho em với nha. Cho em xin một lượt đăng ký để mà khi em đi quay những cái khung cảnh chợ Tết á, thì cô chú anh chị mình vào mình xem ủng hộ cho em ha. Thì bây giờ em sẽ quay một vòng ở đây nữa thì chắc là sẽ kết thúc cái video này. Tại vì video thì cũng dài rồi. Hoa đẹp nè cô chú nè. Đó. Đem nè. Đẹp ha. Cái thân của nó dài, ôi là dài cô chú thấy không? Mà ở dưới không có lá nha, từ cái này trở lên là lá nè, chi chít lá luôn. Không có những cái trái dài 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 nè cô chú. Đó. Ở đây em thấy người ta ở đây em thấy người ta chăm sóc rất là kỹ luôn á. Sắp tới thì sẽ có những cái chợ hoa Tết giống như là ở những cái công viên 23 tháng 9 nè, Hoàng Văn Thụ, Gia Định. Rồi và ngày mai thì và tiếp theo thì em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị xem cái khung cảnh chứ mà ở chợ Bến Thành cũng như là ở những cái trung tâm ở nhà văn hóa thanh niên rồi những cái trung tâm thương mại ở Sài Gòn thì sẽ cập nhật hết những cái khung cảnh chợ Tết ở Sài Gòn để cho cô chú anh chị mình xem. Và nếu mà có thời gian thì em sẽ đi qua những cái làng hoa ở miền Tây, Sa Đéc rồi gì đó cho cô chú anh chị mình xem và cô chú anh chị mình nhớ đăng ký cho em với nha. Thì video cũng dài rồi thì em sẽ chắc là kết thúc video này ở đây và hẹn gặp cô chú anh chị ở video sau. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Bye bye tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.